Và như vậy là hiện nay thì chúng ta đã lọt vào cái bảng 4. Bảng của chúng ta sẽ gồm có bác Hàn này, có Jordan này, có UAE và chúng ta. Thì chúng ta cũng biết là ở cái giải thi đấu ở Trung Quốc thì chúng ta được bốc thăm và chúng ta là vào cái hạng 4, nghĩa là bố trí hạt giống thì chúng ta vào hạng 4, còn ở cái giải này thì chúng ta được bố trí vào hạt giống ở hạng 2. Thực sự thì là ở mặc dù là ở cái giải ở Trung Quốc thì chúng ta vào đến gọi là chúng ta là Á quân ấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng là như thế này, thì riêng với cái đội Thái thì đội đó là cái đội mà họ thực sự họ đã tự động vào tham gia vào cái giải lần này. Còn 15 đội khác thì tôi nghĩ là các cái đội từ được hạt giống số 1 hay là bố trí được hạt giống thứ 4 thì tôi nghĩ về mặt chiến thuật, năng lực tôi nghĩ họ cũng tương đương nhau thôi. Thực ra thì ngày hôm nay thì khi tôi xem cái trận đấu cái bốc thăm á, chúng ta biết là chúng ta bắt đầu từ cái số 4 đúng không ạ? Sau đó chúng ta gấp thăm cái bảng. Thì tôi thấy là ngày hôm nay thì do cái đội Uzbekistan thì họ sang một cái nhánh khác, chính như thế cho nên cuối cùng là Hàn Quốc thì lại là vào. Chúng ta sẽ tôi để ý cái đội Hàn Quốc. Rất may là ngày hôm nay thì chúng ta không gặp đội Hàn Quốc. Thì thực sự là đối với tôi thì cái việc mà gặp đội Hàn Quốc, nói gì thì nói họ cũng là một đội quê hương của tôi. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy hơi nhiều khi cũng cảm thấy áp lực. Áp lực là bởi vì là thực sự là nếu mà cùng nhóm với Hàn Quốc thì cũng không phải là mình sợ gì cả, nhưng mà thực sự là vào cái nhóm đó thì bóng viên Hàn Quốc họ nhiều lắm, họ hỏi nhiều lắm, họ nhiều phát mệt ấy. Ra thì tôi cũng không nghĩ là tôi cũng không tin vào cái khái niệm nó gọi là cái dấu hiệu vận may hay gì đâu. Chúng ta cũng biết là chúng ta sẽ nỗ lực thì vận may nó sẽ đến với chúng ta, tôi luôn tin tưởng điều đó. Còn đối với cái giải đấu ở vòng chung kết U23 ở Thái Lan thì tôi nghĩ là tháng 1 sang năm nó mới diễn ra cơ, cho nên là bây giờ cái việc quan trọng nhất của tôi đó là tôi cũng đang tập trung cho hai cái giải đấu trước mắt mà hiện nay chúng ta sắp tới chúng ta đang phải tham gia, đó là cái vòng chung kết World Cup và cái vòng chung kết SEA Games này. Tôi nghĩ là tôi phải tập trung cái này. Thực ra thì giải đấu nào tôi nghĩ rằng là nó cũng có áp lực cả thôi. Thì bây giờ thì hiện nay là cái đội SEA Games của chúng ta đang tập trung, và tôi nghĩ là các đội SEA Games sẽ là thành phần chính để chúng ta tham gia cái vòng chung kết U23 sắp tới. Tôi nghĩ rằng nếu như cái đội SEA Games chúng ta đây mà hiện nay không có một chấn thương nào hoặc là không có một sự mệt mỏi nào đó thì chúng ta sẽ tiếp tục duy trì đội này và chúng ta tiếp tục tăng cường cái sức mạnh về tổ chức của đội.